Và xin chào các bạn nhé, lại chuẩn bị đến cái thời điểm mà chúng ta trồng cây hoa cẩm chướng. Thì trong thời điểm này thì một số bạn ở ngoài Bắc cũng như là miền Trung đã tiến hành sang chậu trồng cây hoa cẩm chướng này rồi. Tuy nhiên thì đối với miền Nam thì cũng còn phải một vài ngày nữa thì mới chuẩn bị đến cái thời điểm trồng cây hoa cẩm chướng này. Thì nhân thời điểm này thì mình làm một cái video để giới thiệu cho các bạn một số cái thông tin, một số những cái lưu ý khi mà các bạn nhận cây, các bạn sang chậu và các bạn trồng cây. Thì trước tiên các bạn có thể thấy là khi mà các bạn nhận cây á, thông thường để bên nhà vườn giao cây cho các bạn thì trong cái ngày đó thì bên nhà vườn thường là không có tưới cho cây, vì tưới cho cây thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình vận chuyển, nó dễ bị hư cây ấy. Thành ra là nhà vườn thường là không tưới. Như vậy khi mà các bạn nhận được cây á, các bạn sẽ phải tiến hành tưới cho cây và các bạn để cây ở những cái nơi thoáng mát khoảng 2 3 ngày, chúng ta chăm sóc để cho cây nó thích ứng được với cái môi trường ở nơi chỗ bạn đã, rồi các bạn hãy chuyển sang chậu nhé. Các bạn đừng nên cho cây sang chậu luôn khi mà mới nhận được cây. Đối với việc cho cây sang chậu thì khi mà chuẩn bị cho cây sang chậu thì các bạn có thể tiến hành tưới đẫm cho cái vỉ cây để khi mà nhổ cây thì chúng ta nhổ cây một cách dễ dàng, nó không bị ảnh hưởng đến cái bộ rễ không bị tổn thương. Các bạn có thể thấy là như ở đây thì khi mà tưới đẫm xong thì mình nhổ cây lên khá là dễ và cái bộ rễ của nó vẫn an toàn. Do đó thì chúng ta cần phải tưới đẫm cho cây trước khi chúng ta sang chậu nhé. Trường hợp mà các bạn nhổ khó quá thì các bạn có thể dùng cái công cụ hỗ trợ như một cái cây hoặc một cái đầu ngón tay để đẩy từ dưới lên. Còn khi mà sang chậu thì các bạn sẽ sử dụng tay hoặc là cái cây để các bạn chọc một cái lỗ bằng cái đường kính của cái bầu đất ở giữa chậu và chúng ta thả cái cây xuống, tránh cái trường hợp là chúng ta nén cây quá chặt các bạn nhé. Nén cây thì nó làm bể cái bầu đất và ảnh hưởng đến cái bộ rễ của cây, nên là chúng ta làm một cách nhẹ nhàng thôi. Thì dần khi mà chúng ta tưới nước thì cây nó cái đất nó sẽ dần nó chặt lại, nó sẽ không sao cả. Sau khi mà sang chậu khoảng 1 ngày 2 ngày thì các bạn có thể bổ sung thêm cái phần bón rễ cho nó và cái Atonic, nó có thể bổ sung pha cùng nhau và phun cho cây để cây có cái hệ rễ nó phát triển tốt hơn, nó tiếp cận với đất nhanh hơn. Nhờ cái video này mình làm một cái số những cái lưu ý để cho các bạn biết được là các bạn nên trồng như thế nào và chăm sóc như thế nào từ khi nhận cây và sang chậu thôi các bạn nhé. Trong phần tới thì mình sẽ làm cái video về cái cách bấm ngọn như thế nào để các bạn tiện theo dõi, bấm ngọn hoặc là bón phân như thế nào các bạn tiện theo dõi nhé. Vâng, cảm ơn các bạn đừng quên đăng ký kênh, like và bấm chuông để đón nhận những cái video mới từ bên Lee Garden. Cảm ơn các bạn.